Dạ con chào chú Cường, chào ông ngoại. Dạ ông ngoại ơi, sau cái chuyến thiện nguyện ngày hôm nay phát quà ở địa phương nơi Sóc Trăng, sau khi cô đến nhận quà đó ngoại, là cô có chia sẻ với con, hiện nay là gia đình của cô có một bệnh nhân rất là đang khó khăn ở quê Sóc Trăng của mình. Ông ngoại biết cô này không? Biết. Giờ vợ có năm tàu. Dạ. Cách đây cũng 500-700 mét. Cũng gần đây hả ngoại ha. Vậy con nhờ ông ngoại, sẵn có chú Cường ở đây, con và chú Cường với Nghĩa chuẩn bị, chú cháu mình chuẩn bị về cho là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc có lẽ là nén lại thêm ít phút phải chú Cường ha. Rồi mình nén lại đi, mình đến nghe cái dạ. Chú cái anh cái gì á con. Dạ. Coi anh đó anh bệnh sao rồi mình cũng có một cái tấm lòng nhỏ nhỏ đó con. Dạ. Thì mình hãy cho ảnh để có một về viên thuốc để uống. Dạ, vậy giờ con mời ông ngoại ha, ông ngoại dẫn con đi qua đó giúp con ha. Rồi, dạ, ông đi. Ngoại sẵn sàng. Dạ, con mời ông ngoại. Dạ, thì giờ là em nhờ ông ngoại, chú Cường sẽ chở ông ngoại đi lại gặp một cái hoàn cảnh đó cả nhà. Qua đây. Dạ, chú cháu sẽ đi đến để thăm gia đình của cô đó cô chú, mà mình sẽ chia sẻ một phần yêu thương đến quý bà con ở nơi Sóc Trăng đó cả nhà thân thương. Rồi lên đây anh, lên. Dạ thì hiện tại giờ là ông ngoại U77 tuổi và cùng chú Cường, là chú Cường được bà con gọi chú Cường bên câu lạc bộ bóng đá đó cả nhà. Hiện nay là đang ở chỗ Sóc Trăng quê ông ngoại, đang nhờ ông ngoại là di chuyển đến hoàn cảnh mà được bà con ở Sóc Trăng chia sẻ và cho anh em và chú Cường khó khăn. Thì chú Cường có nói là để chú đến chú lì xì cho hoàn cảnh một phần, để là cả nhà cái hoàn cảnh mua thuốc đó thì cũng cảm ơn cái tấm lòng của chú rất nhiều. Dạ giờ là chú cháu đang trên xe di chuyển đi, còn trước mặt em đây là ông ngoại 77 tuổi nè cả nhà đó, xe đang chạy. Giờ là chú cháu sẽ gỡ xe ở đây và cùng chú Cường với ông ngoại sẽ vô thăm cái hoàn cảnh mà đầu video em có chia sẻ đó cả nhà. Gần tới chưa ông ngoại? Chưa, còn cả trăm thước nữa. Dạ. Mấy cháu làm sao mà biết hoàn cảnh này mà mấy cháu đến đây vậy nè? Dạ lúc mà con phát quà đó ngoại thì cũng được bà con lối xóm chia sẻ, có chị đó đến nhận quà, bà con lối xóm có chia sẻ với con với Nghĩa với chú Cường. Thì chú Cường mới nói với con thôi thẳng thượng tiện đi thăm bà con ở đây. Rồi. Thì chú Cường cũng muốn là ghé để là gỡ ủng hộ cho gia đình hoàn cảnh một phần thuốc thang. Nè cô về kìa cả nhà. Đây. Này. Đây cả nhà, cô về, con chào cô. Tại con đi xe con đi lẹ hơn. Dạ. Dạ rồi cô vô hay con xin phép vô nhà hát cô ha. Dạ. Thấy thương quá cả nhà ơi. Con chào. Mở đèn giùm con được không cô? Dạ chú ngồi đi, chú ngồi nghỉ đi chú. Đứng chân yếu hả? Ngồi. Dạ chú ngồi đâu cũng được hết chú. Chú ngồi đâu cho chú ngồi nha. Ngồi giỏng đây chú rồi kia. Biết không? Chú ngồi đi chú, chú ngồi đi chú. Đây nè, ngồi giỏng nè. Ngồi đi. Anh ba ghế nè anh ba. Ngồi đại chút. Dĩnh. Rồi ngồi đó, mấy chú quay phim đó. Dạ con chào cô. Con cũng được cái sự đồng ý xin phép gia đình mình để đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình mình đó cô. Cô có thể chia sẻ lại giúp giùm con á là cái hoàn cảnh của cô và chú ở đây là hiện nay là cái mối quan hệ như thế nào, cô có thể chia sẻ giúp con ạ? Cũng như gia đình gặp khó khăn, ổng bệnh vậy nè, có hai chồng nhà gì không có đi làm được, lao động gì được hết. Cho nên bẩn túng dữ lắm, khó khăn lắm, gia đình khó khăn lắm. Không biết nói sao, nhờ bên hỗ trợ có giúp đỡ cho ổng được chút đỉnh nợ, mua thuốc cho ổng uống thôi. Chứ soạn đồ vô vỏ chân mà không có tiền đi bệnh viện. Vậy đó cô, soạn tiền hết vô vỏ luôn, không có tiền đi bệnh viện. Soạn đồ đó, đồ để vỏ sẵn chân, mà không có tiền đi bệnh viện, đêm nguyện qua. Rồi bên đây thuốc uống đại thuốc nhà đi, thuốc của bác sĩ cho chút đỉnh. Còn cái nhà phía trước của mình là cái nhà đó của ai cô? Nhà lớn trước hả? Dạ. Cái nhà đường vô đây hả? Dạ. Ở nhà của tôi, hồi đó giờ
con nó còn ở chung, nó mặn nó cắt cho. Dạ. Bây giờ nó tư riêng hết trơn rồi. Rồi cái là mình phải chuyển xuống này, mình ở dưới này, ở dưới cái nhà ta dưới này. Không, không, không. Chung. Dạ. Chung, cũng dạ, chung, cũng chung. Còn ở chung chảnh mà dạ. Như thường gặp ở chảnh nóng quá, ổng chịu nổi. Ờ, nóng quá ổng được mình chuyển. Cái thần kinh của ổng nè, chịu không dạ. Nổi. À, dạ cô ơi, dạ. À, cô có thể giới thiệu giùm con đó là hiện nay à, cô thứ mấy ạ? À? Thứ năm. Cô thứ năm, còn chú thứ mấy cô? Ổng thứ hai. Dạ, vậy con xin phép con gọi cô chú hai hay cô ha? Dạ, dạ. À, dạ, à, hiện nay là cô chú hai là được mấy thành viên trong gia đình, mấy người con đó cô? Năm. Rồi con của cô hiện nay đâu, cô không thấy? À, ở nó đi làm hết trơn, ở trên phố có dạ, chồng vợ cho có nó. Có chồng riêng hết rồi. Dạ. À, cô ơi, mà cho cũng như họ. có thằng giờ nó đương tim hở ba lá, nó lừa vô, hả? Nó luồn tim 100 triệu, giờ cô cũng không có tiền. Trời thằng ơi. Đó thằng Út ở nhà. Bây giờ chú bệnh rồi, con của cô bệnh con nữa. Con cũng bệnh luôn. Rồi không có tiền. Còn nó tiểu đường hả? Nữa, nó tiểu đường nay nó 4 năm rồi, dạ. Cũng không có tiền lo cho nó. Rồi vừa bị tim rồi vừa bị tiểu đường nữa. Dạ, rồi bây giờ nó cũng gắng cố gắng nó đi làm, đặng nó có tiền đặng nó uống thuốc hàng ngày thôi. Dạ. Dạ. Là hiện nay đồng ý là gia đình có 5 thành viên nhưng dạ. Mà cũng có chồng vợ tư riêng. Dạ. À, gia đình của cô có 2 người bệnh, trong đó là con cô con. Và ông xã cô. Dạ. À dạ cô ơi, à, sao mà con thấy là cô ngồi là cô phải giữ chú phía sau, cô có thể chia sẻ giùm con được không ạ? Đúng như là ổng ngồi không vững nha. À, ông nằm thì được mà ông ngồi dùm khi ngã bật ngã ra sao dạ, phải giữ dạ dạ, dạ. À, dạ cô à, về tinh thần sức khỏe của chú đó giờ là chú có nhận biết được người thân của mình không cô? Không biết ai chứ, con cháu gì không biết hết, cô dạ. Bác lại cũng không biết luôn dạ, dạ. À, nếu như gia đình mình mà biết đâu à, có một cái cơ duyên mà gia đình mình có một cái khoản để chi phí mà thì cô có đưa chú đi để điều trị không? Nếu có thì cũng vẫn đưa đi điều trị dạ. Sống với con cháu, với dạ. Vợ con thời gian nào để rằng yêu cầu chị cho cái trí nhớ trả lời cho dạ. Bình phục lại được rồi, với ăn uống bình phục rồi chứ cái à, như bình thường là không có được dạ. Đâu. Rồi cô chú có thể chia sẻ cho con được biết đó, à, cái hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay là cũng như là cô là trụ cột chính của gia đình yeah. Rồi ông xã cô bệnh, con cô bệnh, cái thu nhập rất khó khăn yeah. Rồi còn cái hoàn cảnh mình thế này nè, bà con địa phương đó, rồi ví dụ là hàng tháng hay là lâu lâu gì có hỗ trợ cho mình với ông cô không? Có rồi. Hồi đó giờ chưa có à, năm nay á, là tôi về đến nay à, tôi có chồng về dưới bà Tú với á, rồi tôi cũng mấy năm trước tôi cũng đau sủi bại, tôi ngồi chỗ bà già rước về đây rồi cái tạo lập lên này sống vợ trở lợi, mà hồi đó giờ cũng chưa có lãnh cũ hỗ trợ những chuyện gì, có lãnh đâu hổm, cũng như gạo từ thiện ta cho ở địa phương này ta cho có 10 kg, với nay nữa đó, là có 2 lần thôi dạ vậy dạ. Đó cô, rồi cô ơi cô thể chia sẻ thêm giùm con đó ờ, cái tiền chi phí cũng như là đi khám đi tái khám cho chú. Rồi bây giờ cô phải ở nhà chăm chú gì chú không đi làm được, rồi chi phí gạo thóc hàng ngày như thế nào cô? Thì cũng như là sinh con. Sinh cô ha. Sinh con đứa nào có chút đỉnh thì gửi về cho mẹ mua gạo ăn. Dạ. Và đứa nào không có gặp khó khăn thì thôi, chứ biết làm sao còn không có nữa, mình mua thiếu người ta ăn. Vậy đó hả cô? À con thưa với cô gì ha, là ngày hôm nay sau khi mà đến phát gạo thì lúc mà đang phát đó là không có đi cùng với cô về thăm gia đình được, nên là con nhờ ông ngoại U7 tuổi ở địa phương cô dẫn đến nhà. Thì sau khi con và Nghĩa chia sẻ câu chuyện à, ở địa phương của mình thì cũng có sự là chú Cường đi cùng để là phát những cái phần à, gạo đến à, cho quý bà con ở địa phương có những hoàn cảnh eo hẹp, trong đó có cô, thì chú Cường mới nghe bà con chia sẻ của hoàn cảnh gia đình mình. À, chú có nói với anh em con một điều là thôi chỉ xin phép gia đình mình à, tại vì cái đợt đi được này thì chú cũng ghé à, còn thêm những gia đình nữa chứ không phải là gia đình mình không. Ừ. Chú nói là chú sẽ hỗ trợ cho gia đình mình à, ừ. Cũng như là một cái phần để là cho gia đình mình có cái chi phí đi xe cộ tới lui à, để đưa chú đi khám đó cô ha. Ừ. À, dạ à, một lần nữa con cũng là cảm ơn chú Cường rất nhiều. À, dạ cô, chú năm nay được mấy mươi rồi cô à? Chú được mấy mươi rồi cô? À, tôi 65, ổng 64. Dạ, ừ. À, cô 65, chú 64. Dạ. Dạ. À, con chúc cho cô chú à, sớm vượt qua những lúc khó khăn dạ. Và những căn bệnh cũng trong gia đình mình nha cô nha. Dạ. Dạ. Thì qua cái chuyến mình đi thiện nguyện ở Sóc Trăng ở đây, thì mình đã làm xong trách nhiệm rồi, thì
cuối cùng mình nghe lại một câu chuyện, có một gia đình cũng rất là khó khăn, gia đình cũng có một ông chồng cũng bị bệnh vậy đó, tụi con. Dạ. Nên giờ là chú nghe chú cũng đắn đo quá, thì chú cũng bàn với tụi con thôi, giờ mình cổ ít lòng nhiều, tấm lòng vàng mà, thì giờ mình đến để mình chia sẻ gia đình, để thăm nom gia đình, trước thăm gia đình, sau mình coi gia đình khó khăn cách nào. Đó, rồi là một ngày nào gần đây hay là có dịp nào là mình đến gia đình để tiếp tục thăm nom gia đình nữa. Nhưng mà hôm nay chú đến đây thì cái này là bất ngờ. Nhưng mà giờ chú cũng chia sẻ với gia đình là một món quà nhỏ nhỏ của ít lòng nhiều để mà là cùng chung tay với xã hội cộng đồng để cho gia đình để vượt qua một cái khó khăn này. Cũng mong muốn cho gia đình để mà mạnh khỏe trở lại, để gia đình để sống làm ăn. Thì giờ ở đây là chú Cường cũng có một món quà nho nhỏ, thì giờ chú Cường cũng xin trao một món quà nho nhỏ. Cái phần này là của chú Cường. Cái này là của chú Cường đó. Giờ chú Cường cũng là tặng cho gia đình để có một chi phí nho nhỏ để là đưa anh đi đến, đi tới, đi lui để khám bệnh hay này kia. Thì bây giờ cái này cũng xin trao cho gia đình một món quà nho nhỏ. Dạ, vì cảm ơn bên Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình của tôi, chị cũng rất cảm ơn. Đúng rồi, bây giờ dạ. Cũng vậy. Bây giờ cũng cầu chúc cho gia đình dạ. Sớm vượt qua những cái khó khăn vào lúc này. Dạ. Đó, đây là món quà nó không lớn nhưng mà dạ. Cái tấm lòng của tôi. Dạ. Đó, bây giờ cũng xin rất cảm ơn. Cảm ơn cộng đồng mạng với hai chú quay đó với chú Cường với anh Ba. Cũng là nhờ anh Ba giới thiệu xuống đây cho nên hỗ trợ được phần tiền này để đi lãnh thuốc chút đỉnh để có ít lần nhiều để cũng như ngày đỡ ngày vậy thôi chứ không có phải là cái gì hết, không có e ngại gì hết. Cũng rất là cảm ơn anh em lo lắng trong gia đình vậy, giúp đỡ vậy cũng mang ơn nhiều lắm. Thì bây giờ bữa nay cái đoàn quay phim này đến đây thì coi như có trong đó có chú Cường, thì đến đây để thăm, tôi cũng giới thiệu cho anh em biết ở đây cũng gia đình của chú Năm, nó cũng gặp cảnh đau bệnh khổ. Nhưng mà đến đây thì mấy chú thấy thực tế đó, tôi nói nó không có sai. Thì bây giờ đến đây đó, nhờ của chú Cường cũng giúp được một phần tiền đó để mà chi phí cho đi tới đi lui. Bởi vì của ít lòng nhiều là ngay cái chỗ là đã đi từ chỉnh đây nó rất là nhiều chỗ, nhiều nơi rồi. Đến đây là coi như là cái đường chót. Thì bây giờ có bao nhiêu thì giúp bao nhiêu, như vậy là cũng lấy cái tấm lòng đất cũng là quý mến. Các chú là có cái chương trình này để mà giúp đỡ cho những người nghèo. Đó. Thì bây giờ tôi cũng xin thay mặt cho địa phương này cũng cảm ơn. Nhất là chú Cường, sau nữa hai cháu. Mong sao cho hai cháu được khỏe mạnh và đồng thời làm chương trình này mở rộng thêm nhiều nữa để cho những cái người mà khổ gặp mấy cháu cũng là nó giúp đỡ cho người ta được cũng cởi mở một phần nào. Cái điều đó là hết sức là quý báu. Hết. Thì bây giờ sao thay lời muốn nói bây giờ đó là em thì hôm nay em cũng đến đây thiện nguyện thì em mới biết là quê hương của anh. Thì em gặp anh đây em cũng rất là mừng. Thì bây giờ em cũng biết nói gì hơn, thì giờ trước á mắt là em sẽ chúc cho anh là sức khỏe dồi dào, và hai nữa là em cũng mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn để mà khỏe lại, để mà lo cho vợ chồng. Chứ theo em thấy là gia đình hiện bây giờ rất là khó khăn. Nó em đến tận nhà là em thấy rất là khó khăn anh. Thì giờ em cũng thay lời muốn nói đây. Bây giờ em cũng xin nó là cảm ơn là anh, gia đình Phúc và Nghĩa và cộng đồng mạng về là lời chúc thân thương anh. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chú. Nên vì ở dưới này là địa phương giới thiệu nói ở gia đình gặp khó khăn, chú Cường đi tới nhà để hỗ trợ thêm một phần tiền chút nho nhỏ để cho lo thang thuốc cho ông Nguyễn Văn Tạo này, là cũng rất cảm ơn chú nhiều.
thì bây giờ cũng thưa với gia đình như vậy. Thì hôm nay là Cường đến đây là để thiện nguyện thôi, chứ cũng không biết gia đình nó ở địa phương mình nó có một cái người có một cái chứng bệnh rất là khó khăn, người ở địa phương để dắt đến để thực tế để đến để thăm gia đình, thì Cường cũng không có cái gì mà hơn thì chỉ có món quà nho nhỏ thôi để là tặng cho gia đình để thuốc men, mua vài viên thuốc uống vô để vượt qua những khó khăn vào ngay vào lúc này đó. Thì giờ này thì là cũng mong gia đình để sớm khắc phục để vượt qua cái cơn bệnh này. Cũng rất cảm ơn chú Cường cũng hỗ trợ chút đỉnh phần tiền này, như gia đình cũng gặp khó khăn lắm, giờ ổng đi muốn đi trị bệnh mà không có tiền đi. Cảm ơn chú Cường rất nhiều. Dạ, một lần nữa con đại diện anh em làm chương trình cảm ơn tấm lòng của chú Cường chia sẻ tình yêu thương đến bà con ở trong những cái vùng khu vực vùng ven Sóc Trăng có những hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn, để chia sẻ với bà con một phần nào hỗ trợ cho bà con tấm lòng yêu thương trong lúc mình đang mang những cái căn bệnh ngặt nghèo. Cảm ơn và xin cầu chúc cho chú Cường một ngày sớm để được sức khỏe luôn bình an, và để cho chú có những cái chuyến công tác thiện nguyện tiếp theo như thế này. Con kính chúc gia đình chú luôn được gặp nhiều may mắn . Và chú cũng thay mặt gia đình, chú cũng là xin là cầu chúc cho Phúc và Nghĩa là sớm là tiến đến những cái sau này thành công, và rất thành công nhiều hơn nữa. Dạ, con cảm ơn chú Cường. Dạ, video đến đây một lần nữa, em Phúc nhà Lưu Chú Đức cùng em Nghĩa gửi lời chúc thân thương đến toàn thể quý khán giả xem video trong và ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo . Cảm ơn ông ngoại đưa con đến với câu chuyện của gia đình khó khăn. Dạ.